Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Vinh Film Channel. Ngày hôm nay chúng tôi đến với xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nơi có một di tích mới xây dựng, đó là chùa Bụt. Nơi đây cũng có một di tích lịch sử, đó là tượng đài Lão Dân Quân Hoàng Trường bắn rơi hai máy bay B-52 Mỹ, cũng đã mới được xây dựng lại. Chùa Bụt được xây dựng ngay cửa biển. Nơi đây được xây dựng bố cục với một kiến trúc theo kiểu chùa Thái Lan. Trung tâm của di tích có một tượng Phật ngồi Niết Bàn được xây dựng rất là nguy nga. Đằng sau là một ngôi chùa được xây dựng với hình thức mái theo phong cách Thái Lan. Ở bên tả và hữu là các cái đền thờ các vị tướng lĩnh thời Trần đã có công xây dựng đất nước và giữ nước. Hiện nay thì di tích này đã thu hút rất là nhiều khách du lịch và tham quan khi đến với Hoàng Hóa, khi đến với Hải Tiến thì đều ghé thăm. Không gian của chùa Bụt rất là thoáng với không gian phía trước là nhìn ra biển, và với các hàng cây và ghế đá ở phía trước làm chỗ dừng chân và nghỉ chân ngắm cảnh cho du khách đến với biển Hoàng Trường. Hiện nay là buổi chiều thì thủy triều đang rút, cho nên là cái bãi biển phía trước trở thành một cái sân chơi lý tưởng cho rất nhiều người đến đây chơi, đặc biệt là trẻ con đến chơi bóng đá. Đây rất nhiều người đang ngồi hóng mát. Phía tay phải của chùa có một mũi đá nhô ra biển. Mình đang đi ra để xem cái không gian ở cái chỗ phía trước biển của chùa Bụt. Gió rất là mát. Đường đi đã được ban quản lý và nhà chùa chỉnh trang. Chỗ này có nhiều chỗ là cũng đã tạo thành đường đi. Không gian rất là thoáng. Thôi biết vậy, quay vào. Cạnh chùa Bụt có một khu dân cư là Flamingo Hải Tiến đang xây dựng. Thì với cái khu dân cư này liền kề với lại bãi tắm Hải Tiến và chùa Bụt thì sẽ tương lai sẽ trở thành một cái tuyến quần thể trong du lịch xứ Thanh, điểm cửa ngõ trước khi vào thành phố Thanh Hóa, và cũng là cái điểm lựa chọn khi đến với Thanh Hóa ngoài bãi biển Sầm Sơn. Đây cũng là một cái không gian tâm linh để khách du lịch thập phương đến để trải lòng.
Đây là một cái đền thờ thờ các cái tướng lĩnh nhà Trần. Kiến trúc cũng đơn giản. Không gian rất là rộng. Hôm nay mình thời gian không có nhiều, thế nên là mình sẽ đi lướt rất là nhanh. Đây là một điểm đến mới, cho nên là hôm nay là ngày cuối tuần, hôm nay là ngày chủ nhật, thế nhưng mà khách đi lễ cũng không đông. Có thể là cũng do chưa đến mùa du lịch của Thanh Hóa, cho nên là du khách thập phương vãng lai cũng không nhiều. Đây là kiến trúc chính của chùa Bụt, một ngôi chùa kiểu Thái Lan. Một cái trải nghiệm lạ cho du khách Việt Nam. Thực ra với cái hình ảnh chùa Thái Lan thì nhiều người không lạ, thế nhưng mà nó lạ ở cái chỗ là nó lại được đặt ở trên đất Việt Nam. Nên ngôi chùa cũng có nhiều cái cách tân. Không gian thờ cúng trang trí cũng đơn giản. Mình vừa thỉnh ba hồi chuông để cầu xin sự bình an. Mình cũng không khấn vái gì. Đi lướt quanh chùa Bụt để nhìn ngắm cái không gian của chùa Bụt. Về cơ bản thì ngôi chùa này cũng không lớn, nhưng mà không gian được xây dựng rất là thoáng. Không gian thờ cúng cũng không không nhiều, chỉ có một điểm chính và hai điểm phụ nhỏ nhỏ ở bên tay phải. Còn ở bên tay trái là khu nhà tăng. Nói chung đây là một kiến trúc xây theo lối cách tân. Có một chút phong cách Thái Lan, một chút phong cách nói chung là cũng hiện đại. Khách đến tham quan và lễ chùa trong thời gian này cũng không nhiều, vắng.
Hiện nay mới là thời điểm tháng 3 năm 2023 cho nên là cũng chưa đến mùa du lịch. Bên tay trái lại có một cái đài tưởng niệm liệt sĩ. Không gian cũng kết hợp đông tây kim cổ. Nối liền giữa các cái trục văn hóa của các thời kỳ. Từ thời nhà Trần đến thời kỳ cách mạng. Không gian tâm linh thờ cúng xuyên suốt. Đây là khu nhà tăng. Và ra ngoài khu nhà tăng này thì kết thúc cái điểm tham quan. Về cơ bản là cũng chỉ có thế vậy. Các bạn muốn tìm hiểu hãy đến với chùa Bụt nhé.